tới nhà nha. À cả nhà ơi, hôm nay mình cũng có một miếng thịt ba gọi nè. À, để mình luộc mình làm gỏi cuốn nha cả nhà. Gỏi cuốn thì mình cũng có mấy con tôm nữa nè. Tại vì con gái mình thì nó cũng không có chịu ăn tôm nữa, mình mua để cho có thôi. Rồi đây cũng có gừng nè, gừng nạp dạp với củ hành nè để mình luộc thịt á. Ở đây thì mình cũng có bún nè, rồi có giá nè, rồi cải. Cải nó cũng không có ăn rau gì hết cho nên mình làm cải thôi. Rồi lát mình đi ra giờ mình cắt hẹ nữa vô mình làm. Còn mình thì mình ăn đồ luộc tiếp cả nhà. Bây giờ đây mình cũng có bắt cái nồi nước lên sôi lên nè. Mình cho gừng đập dập vô, mấy củ hành tím vô. Mình cũng cho vô miếng rượu. Mình cho thịt vô mình luộc. Tôm thì mình luộc sau đi. Bây giờ mình đi ra vườn mình cắt hẹ nha cả nhà. Mình cũng có hẹ nè, mình cắt mớ hẹ này vô để mình làm gỏi cuốn. Hẹ này cắt nó nhanh lên lắm cả nhà, mình cắt như vậy nè, vài bữa là nó lên rồi đó. Mình để gì hoài nó không có tốt, mình ăn thì nó mới tốt. Hôm nay nó nhiều quá rồi, nhiều dữ lắm. Rồi mình cắt nấm vậy được rồi. Tại vì cuốn gỏi cuốn thì dài cọng mà, con mình nó cũng không thích ăn này nữa. Chín được con trái nè. Mình cũng có ớt nhiều lắm nè, cả nhà mình hái ớt nên lát mình vô mình làm nước mắm. Tại vì thường thường mình ăn gỏi cuốn thì mình ăn tương hột. Mà hôm nay không có tương hột. Mắm nêm thì con mình nó không ăn. Thôi mình làm nước mắm cho nó chấm nè. Mình hái cũng được mấy trái ớt. Làm nước mắm để mình chấm gỏi cuốn luôn cả nhà. Mình cho vô đây 3 muỗng đường. Mình cho một tí xíu bột ngọt. Mình cũng có chanh. Có trái chanh mình làm trái chanh đây. Chanh này mình cũng mới lượm ở ngoài vườn nó rụng. Bây giờ đây mình cũng có nước lọc nè. Nước đun sôi để nguội nè. Mình cho vô đây 4 muỗng. Cho vô đây 2 muỗng nước mắm. Tại vì cái này mình cũng không có làm mặn quá. 4 muỗng nước, 3 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Bây giờ là tỏi với ớt bông nè, mình cho vô. Mình thấy như vậy là nó được rồi đó, cái nhà so với nhà mình làm gì được rồi đó. Giờ thịt này nó cũng chín nè, mình vớt thịt ra. Mình cho tôm vô mình luộc. Giờ mình vớt thịt ra để mình xắt thịt. Rồi gọi ngon quá cả nhà. Mình xắt mỏng mỏng. Bây giờ thịt mình cũng sắp xong rồi. Mình coi tôm coi chín chưa mình vớt ra. Bây giờ tôm này nó cũng chín rồi, mình vớt ra luôn. Giờ mình cuốn gỏi cuốn nha cả nhà. Bánh tráng này của mình hơi mỏng nè, cho nên là mình không cần phải nhúng nước. Nhúng nước cái nó liền.
con mình thì nó không có chịu ăn mấy cái rau thơm kia cho nên là mình mua cải thôi mà. Mình cho rau và cho giá vô, mình cho bún vô. Mình cho thịt vô nè, tôm nè, tôm nãy mình cũng có chẻ đôi vô nè, cái con nó bự quá. Mình để vô mấy con hẹ, mình làm mấy cuốn ngắn ngắn thì cả nhà, tại vì bánh của mình nó không có được bự, nó nhỏ cho nên là mình ăn mệt cái chút ăn không hả, chút nào còn sống hả, chưa chín rồi nhưng mà chút rồi làm chút rồi ăn thôi, để vậy thôi cũng ăn rồi. Nước qua mơ bỏ tiêu mà nó cứ chỉ nữa. Mình cho vô miếng thịt nó ngắn lắm cả nhà, cho nên cái gói cuốn nó ngắn cho nên là miếng thịt với miếng tôm này nó đã vừa rồi. Mình thì cái gì cũng dễ ăn hết cả nhà, còn con mình thì nó hơi khó, là nó còn nhỏ cho nên là món nào vừa thích thì nó mới ăn nhiều. Chào cả nhà nha. Dạ bà cô chú. Cả nhà ơi, mình cuốn gỏi cuốn cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn gỏi cuốn với hai mẹ con nha. Con mời bà cô chú ăn gỏi cuốn. Mình thì nói ăn gỏi cuốn chứ mình cũng ăn rau luộc cả nhà. Mình chấm với chao rau luộc, mình chấm với chao. Có chấm chao nha. Nên mình luộc đậu bắp, bông cải xanh, bông cải trắng, ba thứ. Sáng mua đậu bắp mà còn có mấy trái. Những cái đồ luộc này nó cũng không có mắc, ủa nó cũng không có rẻ cả nhà. Bông cải xanh nè, bông cải xanh tới 60 ngàn ký.
mình mua một một bông nhỏ nhỏ vậy mà 30.000 nữa ký. Chị có gạo lang đậu rẻ, gạo mơ lang không muốn đậu rẻ. Con này mới rung. Được mấy con. Nó no thôi. Đâu rồi? Dạ. Vô. Làm gì ngoài đó hả? Trời ơi, rắn rồi cơ. Trời vô. Ăn cái này ngon. Ăn vô rồi. Hả? Ăn vô được rồi. Con múc cái này ngon. Thôi. Nó đóng kìa. Chút có thể ăn. Không thấy rồi đợi. Ăn tôm không? Hả? Tôm không? Không. Tôm nữa sao? Hả? Tôm không? Không. Tôm nào của chú? Tôm của chú. Ừ. Rồi hả? Mới ra cái chậu rồi. Hả? La cái chậu rồi. Đừng có bốc nữa. Mình ăn quen rồi cả nhà. Ngày đầu mình ăn á thì nó cũng còn đói á, mình ăn rau củ thôi không nó cũng còn đói á, nhưng mà bây giờ quen rồi không có đói nữa. Đó cái mình luộc mình ăn nữa, mình ăn nhiều lần, bây giờ mình ăn sáng lần chiều lần là xong rồi, quen cái bụng mình. Cái bữa đầu mình mất luộc mình ăn 3-4 lần á nó mới no. Hai ngày nay mình ăn có hai lần, hai cử. Đợi bữa mình được, bữa mình chấm với ớt, còn bữa mình chấm với chao. Mẹ nó ăn cái đá đâu được. Mày cả nhà ăn ổi nha. Ổi chấm với muối tim anh. Giòn không? Như cá nhỏ chín như này. Nhưng mà nó vẫn giòn. Cái còn sống. Cho hộp nó nhỏ xíu ta. Nè, thấy hộp rồi. Ở này ngộ lắm cả nhà, nó không có hộp. Nó hộp có xịu hộp mà hồng hồng, nó ruột nó hồng hồng. Có mấy hộp. Có cá chưa trứng. Cái này là chua. Cái này là ổi chua. Nhưng nó chưa chín nó chua rồi. Kệ nó mà. Không có hộp luôn kìa. Mấy hộp. Mẹ ơi, đếm mấy cục nhớ con. Đếm mấy cục nha. Đếm cục. Mày đếm được, mày đếm được. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 3, 9, 9, 7, 9, 10, 11, 2, 3, 9, 7, 9, 10, 11, đếm kìa. 2, 3. Không đúng. Mẹ. Đếm nào ngoài coi. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
trứng 8 8 trứng 10 11 12 13 14 17 14 15 15 gọi đó. Nhiều phải có 15. Không ăn à? Không tâm à? Không. Hả? Mà lâu cho gà ăn. Ăn nhiều được rồi, cho qua rồi. Hồi sáng mình mất đi công chuyện hả cả nhà, cho nên là về cái bắt đầu mình làm mình quay clip nó hơi trễ. Giờ này chưa rồi, nắng rồi. Ê à cả nhà, hai mẹ con mình ăn gỏi cuốn với rau luộc bữa nay cũng đã xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha, bye bye. Bye bye ông bà cô chú.